150g bột ngọt. Muốn ăn ngọt thì có thể cho 250 cũng được ha. Rồi cái này tí lột vỏ nè, gà xé này. Rồi đưa cái nấm cho cô. Rửa chưa? Rửa rồi. Rồi nãy giờ bỏ ra xong rồi lấy cái kéo cắt cái gốc đi. Nấm á, nấm á. Xả nước đi nha. Ấy giời ơi. Thủy Ngân ý nó trơn đi báo nhiều không?